Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ fpforce.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta plan màu đường phố Nhật Bản, cái style kiểu thế mình không biết phải mô tả như thế nào. Nhưng mà đây là sau khi chúng ta xử lý, đây là hình gốc này, đây là hình gốc ha đây là sau khi chúng ta xử lý đó thì nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình đừng quên kéo xuống xíu nhấn nút subscribe nó đăng ký nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub ha và nếu như anh em đang cần những cái preset plan màu cao cấp thì anh em có thể ghé thăm trang web hpprosoft.com của mình ở trên phần cửa hàng thì anh em sẽ thấy những cái preset những cái bộ preset plan màu à, tùy theo nhu cầu của anh em ok ha <laughs> Rồi um, stock này thì mình tải mình sưu tầm từ bạn Nguyễn Nguyễn, cảm ơn bạn đã share stock này nhá. Nếu như anh em nào muốn thực hành nhé thì anh em có thể click ở dưới uh, phần description phần mô tả hoặc là dưới phần comment thì mình sẽ để link cho anh em tải này. Nó sẽ dẫn anh em qua bên messenger thì anh em click cái chờ tí xíu nó sẽ hiện ra nội dung thôi nhá. Rồi ok, à, mình đã mở cùng lúc uh, 5 tấm ở trên uh, camera raw. thì ở đây á anh em sẽ chỉnh nhẹ sơ qua chút xíu. Um, với hình này thì chúng ta được chụp từ a sáu cộng với lens uh, lens gì đó đây lens 2470 một cái combo khá là ngon khá, là ngon và chụp hình hình này thì chụp ở Nhật chắc rồi rồi ok đầu tiên á thì với cái hình chụp đường phố á, đặc điểm của hình chụp đường phố là chúng ta sẽ có rất là nhiều chi tiết ở trong hình chúng ta cho nên là về những cái style màu như thế này thì mình thiên về cái vấn đề là chúng ta làm contrast nó thấp hơn còn rất thấp thôi để cho nó không có bị gọi là nặng nề quá nhiều thứ nhiều thứ xuất hiện trong mắt mình quá tại vì contrast cao thì nó sẽ nổi bật những cái chi tiết ra mà và nổi chi tiết ra nó đập vào mắt nhiều quá thì nó không có thoải mái cho nên là với hình này thì mình làm cho nó dịu dịu xuống thôi contrast thấp thôi nên đơn giản là mình sẽ giảm contrast xuống chút xíu highlight thì mình giảm ha uh, exposure mình mình tăng nhẹ lên chút xíu để cho nó sáng tại vì như hình này nó đang tối quá nè anh có thể coi là ở mốc không này thì cái histogram nó hơi đẩy thiên về phía bên tay trái nghĩa là nó nhiều chi tiết tối thì hình nó tối nên là mình sẽ giảm tăng exposure lên chút cho nó đều lên ha sau đó shadow thì mình sẽ tăng nhẹ lên tí thì anh em có thể thấy là cái hình của ta nó đây là trước này đây là sau trước sau đó anh em có thể thấy là hình của nó nó, nó nó chi tiết nó nhẹ hơn ha nó cho cảm giác nó nhẹ nhẹ hơn texture thì mình sẽ tăng lên tí nhưng mà clarity mình giảm bớt đi cho nó hơi glow lên chút xíu uh, vibrant mình tăng nhẹ lên để chúng ta có màu sắc để chúng ta chỉnh uh, sau ha tiếp theo về uh, detail tăng sharpening lên tăng masking của sharpening lên ha để anh em có thể đè phím alternate 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 hoặc là phím option ở trên máy mac nè à, đó chúng ta tăng nhẹ lên để các bạn thấy là chúng ta sẽ tăng uh, nét vào trong những khu vực nét thôi ha noise reduction thì cái này chụp buổi sáng thì cũng chẳng có noise gì đâu nhưng mà mình cứ tăng nhẹ lên cho nó gọi là quen tay thôi ha rồi remove chromatic sau đó mình sẽ sync với tất cả cái uh, uh, synchronize đồng bộ với tất cả những cái hình khác ở trong cái album này à, click đây chọn sync setting đó, chọn toàn bộ và click ok sau đó mình qua đây mình chỉnh lại chút xíu tại vì cái hình đầu nó tối cho nên là mình tăng sáng cho nên là ở khu vực này mình không còn tăng sáng nữa mình sẽ giảm nhẹ highlight mình sẽ giảm nhiều hơn chút xíu để cho hiện cái phần bầu trời lên này đó tương tự thế với những cái hình này có thể là mình Sync một phát qua đây luôn coi sao Sync setting on đó cơ bản vậy thôi Như hình này có thể là mình sẽ giảm sáng hơn chút xíu nữa hình này thì nó hơi tối mình sẽ tăng sáng nhẹ lên đó thì chúng ta cái cách chúng ta chỉnh đồng loạt nhiều hình ở trong camera raw nó khá là dễ nó gần tương đồng với lại ở trong uh, lightroom á rồi hình này thì tạm tạm thế Ok mình chọn tất cả và mình open image ha mình click cái này sau đó để phím shift mình chọn xuống cái cuối và mình bấm open image sau đó thì nó sẽ hiện ra ở trong uh, photoshop để chúng ta tiếp tục chúng ta chỉnh trong photoshop rồi sau khi mở hàng loạt rồi mình sẽ quay lại với tấm đầu tiên là tấm này ha thì đây á công việc đầu tiên là mình muốn thay đổi màu sắc chút xíu cho nó lạ mắt đi. ví dụ như là màu trời, màu xanh lá, màu màu xanh xanh da trời thì nó bình thường quá rồi, cho nên là mình sẽ đổi đi. mình sẽ sử dụng là selective color ha. ở đây thì mình chọn qua kênh màu xanh cyan. ở đây thì mình có thể là mình sẽ đẩy nó qua nó hơi về cái màu uh, hơi có phần màu xanh lá cây ở trong đó để đổi nó, nó từ cái màu xanh ra trời và nó nó cảm giác nó nó hơi biến đổi màu chút xíu thì anh em có thể thấy là mình hơi chuyển màu cyan này black thì mình sẽ tăng lên để cho màu nó đậm hơn ha sau đó màu xanh lá cây thì bởi vì hiện tại cái phần xanh da trời nó đang màu xanh ăn rồi cho nên là màu xanh lá cây mình muốn chuyển nó hơi ngả qua màu vàng chút xíu để cho nó có cái contrast về màu sắc nó đồng đều với mắt mình hơn ha cho nên là say ăn thì mình sẽ tăng nhẹ lên magenta tăng lên chút xíu yellow thì mình sẽ tăng mạnh ha yellow tăng mạnh để cho mình đẩy cái màu 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 vàng trong xanh lá cây lên black thì ở đây mình sẽ tăng lên chút xíu rồi thì đơn giản nó vậy thôi và ta sẽ có một cái uh, layer như thế này em có thể để ý cái phần màu xanh ha Nó khá là ít thôi nhưng mà nó khá là ok đó Rồi Tiếp theo mình muốn blend một lớp màu rất là nhẹ lên trên uh, ảnh đường phố mà Mình muốn nó hơi một chút nhẹ thôi thì Mình sẽ tạo cái gradient map ha Ở trong gradient map này mặc định nó là trắng đen Mình click vô thì ở bên màu phần shadow á, bên, bên tay trái ta sẽ là shadow, bên phải là highlight Mình có cái clip mà về plan màu bằng gradient map luôn, em có thể tìm ở trên channel của mình nhé Uh, ở trong cái này ấy, thì mình muốn hơi thiên về màu xanh uh, lá cây uh, dạng hơi 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 like qua xanh chút xíu và bên kia là màu kem để cho nó cân bằng lại đây thì mình sẽ chuyển qua màu xanh lá cây uh, cái kinh nghiệm của mình ấy, là khi anh em lên màu bằng gradient map ấy, thì bởi vì chúng ta sẽ sử dụng soft light là thay đổi về contrast cho nên là khi chúng ta chọn màu chúng ta sẽ chọn ở khoảng giữa giữa nếu như chúng ta chỉ muốn chỉnh về màu không sau đó nếu như anh em muốn cho nó hơi sáng hơn thì anh em có thể chọn ở phân ở, ở nửa trên ha. Chị chúng ta chia ngang ra thì nửa trên nó sẽ cho ảnh nó sáng hơn và chọn nửa dưới để cho hình chúng ta tối hơn khi chúng ta sử dụng shopline Ở đây thì mình muốn cho nó hơi sáng hơn chút xíu cho nên là mình chọn ở trên ha. Còn sau sau đó ở bên highlight thì mình sẽ chuyển qua phần màu cam. Màu cam và mà mình cũng muốn nó sáng hơn chút xíu à, và có thể là hơi nhẹ màu thôi. Đó ok sau khi xong ok rồi chúng ta sẽ chuyển nó sang là Soft thì anh em sẽ có một cái kết quả kiểu như thế này đó đây là trước này đây là trước đây là sau như là tùy cái ý muốn của anh em như thế nào thì anh em có thể chỉnh cho nó phù hợp tuy nhiên ở đây thì mình cảm thấy là màu như thế này nó khá là ok mình sẽ giảm opacity đi khoảng cỡ 60 60 phần trăm đi thì anh sẽ thấy là cái hình của ta nó sẽ có một cái lớp ám màu rất là nhẹ ha ở đây có thể là màu vàng thì mình sẽ cho nó đậm hơn để nó cân bằng lại một chút xíu đó cho nó cái màu cam nó đậm hơn để cho nó cân bằng lại cái phần màu xanh bởi vì mình cảm thấy nó ám màu xanh nhiều quá rồi ok sau khi xong ta sẽ có như thế này và để cho nó cảm giác nó nhẹ nhàng hơn xíu nữa các bạn thể để ý một số phim nhật bản á thì nó hơi kiểu mịn mịn á thì chúng ta làm chúng ta kích thích hơn nên là mình sẽ sử dụng uh, cái phím tắt là control alternate shift e control alternate shift e ha ở trên máy mac sẽ là command option shift e đó, thì mình có để ở anh em thể để đó. sau khi xong rồi ở layer này thì mình sẽ click chuột phải và convert nó sang smart object ha. Là click chuột phải chọn là convert to smart object. Sau đó các bạn sẽ vào filter blur chọn gaussian blur. Ở đây á, gaussian blur anh em sẽ chọn là sao cho nó lên cho nó đấy, ta thoải mái click ok. À, chúng ta sẽ chuyển cái này sang thành supply luôn. Thì thì anh em sẽ có cái kết quả kiểu như này. Đó nó hơi mờ nhẹ ra ha sau đó thì chúng ta giảm fill đi, giảm fill đi để cho nó hơi có một chút xíu cái hiệu ứng thôi chứ nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều. đó thì anh em sẽ có cái kết quả cuối cùng là như thế này khá là ok đúng không? ở đây mình sẽ gom cái uh, hai folder này thì mình sẽ copy folder này chuyển qua cái hình này. đó mình cũng sẽ cần cho Shift E uh, đẩy lên cũng đẩy lên trên và cũng chuyển sang Smart Object và chọn là Filter Gaussian Blur. có thể ở đây mình sẽ tăng nhẹ lên chút xíu đi. Mình sẽ thử ha trời sang shop live Đó thì với hình này em có thể thấy là cái phần màu xanh Cũng ta nó khá là nhiều cho nên không sao cả Chẳng sao cả mình thấy ở đây nó khá ổn Thì đó là toàn bộ video này Nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình đừng quên kéo rút chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký Và mình sẽ gặp lại anh em ở video sau nhé Nhớ comment cho mình biết ở tutorial sau các bạn muốn mình làm mình về cái chủ đề gì nha Bye bye